Này có cần vậy không? Tôi chết rồi mà. Mất dạy quá. Nè ra đây coi. Chết rồi còn bắn có tính người không vậy? Nè ông lại, chúng tôi đang chơi bắn súng sơn nguy hiểm lắm đó. Vượt biên hả? Đã có người vượt biên nè, tới bắn đi mau lên. Đúng là vượt biên có khác, chạy lẹ thiệt á. Phim quái vật đầu to hốt lại kinh điển 12 giờ đêm. Những vị thính giả từng gọi đến chương trình này, sau khi họ gặp phải những chuyện không thể giải thích, thậm chí là không thể tưởng tượng, thì họ sẽ hỏi tại sao mình lại xui xẻo gặp trúng những chuyện này. Thật ra những chuyện này có thể nói chỉ là quan điểm và góc nhìn thôi. Đúng vậy, dạo trước chúng tôi có thảo luận với một giáo sư đại học về vấn đề liên quan. Ông ấy có một cách giải thích độc đáo. Ông ấy nói bạn thờ là thần, bạn sợ là ma. Chỉ cần bạn không sợ hãi thì cho dù họ xuất hiện ở trước mặt bạn thì họ sẽ không phải là ma. Bạn có thể coi họ chỉ là người qua đường. Được rồi, chương trình của tối nay tạm dừng ở đây. Xin hẹn gặp lại ở hotline kinh dị vào tối mai. Lĩnh vực chưa được biết đến rất mênh mông, phong phú vô cùng, có chuyện quái dị ly kỳ không tưởng tượng nổi, có người thật việc thật, cũng có kẻ bị bợm. Từ trước đến nay đều khơi dậy hứng thú to lớn của con người. Trong lĩnh vực có đủ chuyện kỳ lạ trên đời này, bạn hãy cùng chúng tôi khám phá nhé. Trên thế giới này từng xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ, có những chuyện kỳ lạ tới nỗi nghe rồi cũng không tin. Nhưng tôi có thể nói cho bạn nghe, cho dù đôi khi chuyện lạ xảy ra trên người bạn, nhưng chính bạn cũng không tin nổi. Tôi tên là Ben, là giám chế của Hotline Kinh Dị.
anh vẫn chưa ngủ à? Anh đang chọn nhạc để làm tuyên truyền. Làm muộn tới em sao? Chuyện gì vậy? Trời ơi! Chỉ còn thiếu có một bài thôi mà, cho nghe luôn đi. Sao vậy anh? Trời ơi, ai cắm hết dây thiết bị điện trong nhà vô chung ngủ cắm vậy, thiệt tình à. Tivi của em đừng có cắm vô loa của anh được không? Không chịu nổi đâu. Sao em biết được? Anh đâu có nói em nghe. Em ở nhà cả ngày mà, làm ơn dọn dẹp chút đi, chúng ta đâu có thuê giúp việc đâu. Anh chỉ còn có bài hát này thôi, cho anh nghe luôn có được không? Hay là vậy đi, lát nữa em với anh đi mua lại có được không? Mấy bài này á, do hãng thu âm gửi tới đài truyền hình để làm tuyên truyền đó, em biết không vậy? Chưa có ra mắt trên thị trường. Hôm qua tôi có nằm mơ. Tôi nhìn thấy nó đã trở thành một cậu bé rồi. Nó chạy về phía tôi. Tất nhiên tôi sẽ vui vẻ chào đón nó. Nhưng mà nó đi lướt qua bên cạnh tôi, sau đó chạy đi tiếp. Là như vậy. Nếu như lúc đó cô nằm mơ mà cảm thấy nó đã là một cậu bé rồi, tức là cô rất mong muốn nó đã trưởng thành rồi. Nhưng thật sự là cô không thể giữ nó lại. Cô phải hiểu là có lúc hiện thực và ảo tưởng không thể tách rời nhau, có lúc sẽ có mâu thuẫn, có nhiều lúc cô không thể buông bỏ. Helen, rốt cuộc cô có nói với anh ấy về chuyện cô phá thai không? Tôi nói rồi. Khoa tâm thần. Người trẻ tuổi làm việc rất nhiệt huyết, cho nên đài truyền hình chúng tôi tuyển rất nhiều người trẻ. Lát nữa chúng ta quay mấy cảnh ở xung quanh đây nha. Chương trình của ảnh là vào buổi tối, cho nên có nhiều khi rất trễ ảnh mới tới. Nhưng khi tới rồi có rất nhiều việc phải làm. Nè anh bạn, Abel đã tới chưa? Tới rồi, ảnh đang họp với Ruth và Edmund đó. Được rồi, cảm ơn. Anh có chuyện kiếm tôi hả? Nào, để tôi giới thiệu. Hai người này là người dẫn chương trình, Riu, Phan Triệu Thông. Người này là giám chế chương trình, anh Ben. Mavis. Trước đó tôi nói với anh rồi, cô ấy là phóng viên tin tức mạng truyền hình cáp bên Mỹ. Hân hạnh được gặp cô. Chào anh, tuần này phải làm phiền anh nhiều rồi. Mọi người cứ việc nói chuyện đi, có vấn đề gì cứ tới tìm tôi. Cảm ơn. Thật ra mọi người cứ làm việc của mình là được rồi. Chúng tôi còn phải quay vài thứ bên ngoài nữa. Được. Cảm ơn. Hẹn gặp lại. Ok. Quay. Hồng Kông là một thành phố vô cùng đặc biệt. Và phong cách quốc tế của họ được ảnh hưởng bởi phương Tây. Vì vậy, khiến cho những chương trình truyền hình ở nơi này không giống những nơi khác. Hôm nay, chúng ta đã đến một đài truyền hình và sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn. Hay. Cắt đi. Mọi người cứ tự nhiên là được, đừng để ý chúng tôi. Chúng tôi cũng đang làm việc thường ngày thôi. Bây giờ đã qua giờ ăn trưa rồi, chúng tôi phải làm việc rồi. Nếu cô muốn quay những thứ đặc biệt hơn á thì cô hẹn với bà Đồng rồi có phải không? Ok. Hay để tôi dẫn cô đi nha. Xem chúng tôi làm một cuộc phỏng vấn được không? Được chứ. Ok, đi thôi. Cho hỏi. Dạ, cho tôi hỏi. Chúng tôi tới kiếm cô. Vậy? Kiếm cô Anh, đến từ đài truyền hình. Cô Anh, cô chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đầu tiên cho cô hỏi, cô đã làm nghề này bao lâu rồi?
trong nhà mọi người có ai đang có tang không? Từ năm 12 tuổi tôi đã bắt đầu làm nghề này. Tới bây giờ đã là 40 mấy năm. Tất cả mọi người trong Cửu Long Thành đều biết tôi. Tại sao cô lại làm nghề bà đồng vậy? Đời đời nhà tôi đều làm cơ bút lên đồng. Lên đồng cho người khác để tích âm đức. Tổ tiên mấy đời trước đều thọ đến 90 mấy tuổi. Bà nội tôi đó ở dưới quê cũng sắp 109 tuổi rồi. Tôi có thể hỏi cô một câu hỏi không? Cô là ai vậy? Cô gọi tôi là Mavis là được. Cô Hà phải không? Tôi khuyên cô một câu. Mấy hôm nay cô đừng có lo chuyện bao đồng. Bản thân cô thì sao cũng được, nhưng liên lụy tới người bên cạnh thì không hay đó. Tôi không muốn gặp lại cô nữa. Cô muốn toàn cảnh hay là cận cảnh? Mavis, cô muốn sao toàn đây? Cảnh đi. Thực ra có rất nhiều chuyện. Tin sẽ có, không tin sẽ không có. Giống như việc cúng thần cũng chỉ để yên lòng hơn thôi. Thật ra làm người quan trọng nhất là không thẹn với lòng. Tiếp theo chúng ta cùng nghe tiếp cuộc gọi đến của thính giả tiếp theo. Alo, hotline kinh gì? Alo. Dạ, anh tên gì? Chris. Anh Chris, tối hôm nay có chuyện gì muốn kể với mọi người? Tôi muốn kể một chuyện xảy ra vào năm tôi học lớp 3. Được rồi anh Chris, bây giờ anh có thể kể rồi. Năm 1963, lúc đó tôi học ở một trường tiểu học nội trú ở Tây Hoàng, đang học lớp 3. Tháng 9 năm đó, 7 người bạn thân chúng tôi học chung lớp thì đá banh với nhau. Bởi vì vậy, đá xa quá rồi. Đá xa quá rồi. Ai đá thì người đó đi lượm đi, lẹ lên. Đi thì lên. Đi. Nhanh lên, lên đi. Nhanh lên đi. Lẹ đi. Bình thường mình nằm mơ mới thấy thôi, không phải thật đâu. Có phải là có ánh đèn không? Màu xanh lá. Cái mình nhìn thấy là tối lắm. Ở trên bãi biển, nhìn thấy một con ma màu đỏ. Banh đâu banh rồi? Banh đâu? Banh sao đâu lâu rồi? Vậy? Đi chị đâu dễ vậy? Sợ luôn á. Nè, chị hả? Đâu vậy? Banh đâu rồi? Hiệu trưởng
cái đầu rất to, có rất nhiều con mắt. Kinh Khiêu An hả? Vậy thầy hiệu trưởng trưởng của anh là người gì? Người Iran. Anh Rich, từ đầu tới cuối anh chưa kể chúng tôi nghe rốt cuộc anh đã nhìn thấy cái gì. Anh Rich, anh còn ở đó không? Chắc là do anh căng thẳng quá nên cúp máy rồi. Dù sao trải nghiệm hơn 30 năm trước này hình như anh có nói gì đó trước rồi. Khi cúp máy hả? Có lẽ anh không muốn nhắc tới nữa. Hay là vậy đi, chúng tôi sẽ tiếp tục hotline kinh dị sau bản tin. Em ơi, phát đoạn cuối game lúc nãy nghe lại đi, hình như khúc cuối có nói gì á. Đúng đó, có nói gì đó. Ý anh là người lúc nãy sao? Phải đó, cái người tên Chuyết đó. Từ đầu tới cuối anh chưa kể chúng tôi nghe suốt cuộc anh đang nhìn thấy cái gì. Đó, hết rồi mà. Nghe lại một lần nữa đi, khúc cuối có thể mở lớn tiếng hơn được không? Được chứ. Kinh Khiêu An, thật ra thầy hiệu trưởng trường anh là người gì vậy? Người Iran. Anh Rich, từ đầu tới cuối anh chưa kể chúng tôi nghe rốt cuộc anh đã nhìn thấy cái gì. Tôi nhìn thấy quái vật đầu to. Các câu nói đó ra sau khi phát xong bản tin dùng làm tiêu đề rồi tiếp tục chương trình để xoay quanh chủ đề quái vật đầu to. Ok, cảm ơn. Lúc nãy trước bản tin có một bạn thính giả tên Chris gọi đến chia sẻ với chúng ta một trải nghiệm xảy ra vào năm ảnh đang học lớp 3. Nhưng khi chúng tôi hỏi anh đang nhìn thấy cái gì thì anh không trả lời và cúp máy luôn. Thật ra trước khi Chris cúp máy hình như còn có gì đó chưa nói xong. Nhưng mà nhỏ tiếng quá có nhiều người chưa nghe được. Cho nên chúng ta sẽ nghe lại cả đoạn ghi âm và mở lớn tiếng hơn. Sáng nay em có nói là sẽ tới đón anh mà. Còn tới một tiếng lận đó. Chris. Anh Chris. Tối nay có chuyện gì muốn kể với mọi người? Không sao, em đợi anh. Tôi muốn kể một câu chuyện xảy ra vào năm tôi học lớp 3. Được rồi, anh Chris, bây giờ anh có thể kể rồi. Năm 1963. Lúc đó, tôi học ở một trường tiểu học nội trú ở Tây Hoàng, đang học lớp 3. Tháng 9 năm đó, 7 người bạn thân chúng tôi học chung lớp. Kinh Khiêu An, thật ra thầy hiệu trưởng trường anh là người gì vậy? Người Iran. Chris, từ đầu đến cuối anh chưa kể chúng tôi nghe rốt cuộc anh đã nhìn thấy cái gì? Tôi nhìn thấy quái vật đầu to. Hiệu trưởng quốc tịch Iran, trường tiểu học Tây Hoàng, 1963, Kinh Khoran. Quái vật, em bé đầu to. Wow, từ tối hôm qua tới bây giờ, khu bình luận của chúng ta đầy hơn 8 trang rồi. Tất cả đều nói về quái vật đầu to đó. Cô nói thật sao? Bin, từ tối qua đến giờ có 27 cuộc gọi phản hồi. Hu hu. Đem hết tài liệu vô phòng tôi. Thật ra thì tôi muốn kể một trải nghiệm của tôi. Nó cũng gần giống với trải nghiệm của cái người gặp phải quái vật đầu to đó đó. Nghe nói có hai giả thuyết, một trong số đó là lúc chiến tranh, bởi vì vi khuẩn virus gì đó khiến cho quái vật đầu to này xuất hiện.
vào giữa năm 1962 đến năm 1963. Hôm đó có một thai phụ hạ sinh một em bé. Em bé đó vừa mới ra đời, đã lập tức đứng dậy, với lại nói chuyện giống như người trưởng thành vậy. Sau đó em bé rơi xuống giường và chết đi. Kiếm một phòng cắt ghép lại, ghép vô rồi phát lại lúc 2 giờ đi. Ờ, được rồi. Lẹ. Hay là bây giờ tôi phỏng vấn anh nha. Anh Ben, thật ra anh có tin câu chuyện về quái vật đầu to này không? Nửa tin nửa ngờ. Phát những tài liệu mà bản thân cũng không tin ra ngoài, liệu có xung đột với đạo đức trong truyền thông mà người làm truyền thông nên có không? Tôi nghĩ chuyện này nên giao cho khán giả quyết định. Không là anh không cảm thấy nếu xử lý không cẩn thận những tư liệu của vấn đề này thì rất dễ gây ra sự dẫn dắt sai lệch cho khán giả sao? Chúng tôi là một tổ chức thương mại. Tôi nghĩ cả thảy đều phải ưu tiên lợi ích của khán giả trước. Mặc dù tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng tôi cảm thấy có độ đàn hồi cao, cho nên tôi phát nó ra. Tôi trả lời đúng câu hỏi của cô không? Phóng to. Suy nghĩ của tôi trong chuyện này cũng gần giống với anh, nhưng mà cách tôi làm việc thì hơi khác một chút. Vào năm 1963, người Iran làm hiệu trưởng trong trường tiểu học ở Hồng Kông chỉ có một người. Tôi đã điều tra địa chỉ của ông ấy giúp anh rồi. Cảm ơn cô. Mau ra ngoài đi. Mau ra ngoài đi. Ngoài đi, ra ngoài. Không được vô trong. Mẹ, ra ngoài đi. Mau lên. Mau nằm xuống đi. Nhanh lên đi. Mau nằm xuống giường đi. Đi ra đây đi. Mẹ, đi ra đây. Đi là mau ngoài đi má. Đừng có bên trong đó. Mau ra ngoài đi. Người đàn ông mới được đưa vào đây từ bên ngoài, không có chứng minh thư, không biết có phải người vượt biên không nữa. Tránh ra. Mau ra ngoài đi. Tránh ra. Sao vậy, sao cậu ta sợ đó? Bạn nhỏ. Tại sao lại trốn ở trong đây? Mau ra ngoài đi. Chị mẹ ăn kẹo nha, được không?
Anh đã chuẩn bị xong câu hỏi lát nữa sẽ hỏi chưa? Trong mấy vụ này phải hỏi gì tôi đã tự tính hết rồi. Tức là anh chưa chuẩn bị rồi. Vậy anh để tôi dẫn cuộc phỏng vấn đó được không? Connie. Đúng vậy, cô là Maverick sao? Đúng đó. Đây chính là Ben. Anh là đàn anh tốt nghiệp trước tôi mấy khóa. Anh nói là anh cũng nhớ hiệu trưởng, nên là tôi đi chung với anh luôn. Các bạn học mấy khóa này như hai người có lòng quá. Nhưng mà tôi đã nói qua điện thoại với cô rồi. Tình trạng của ba tôi lúc này không được tốt lắm. Ông ấy vẫn chưa thể nào nói chuyện, cho nên chưa chắc có thể giúp hai người làm phim kỷ niệm thành lập trường được. Không có sao đâu, cho các bạn học khác biết được tình hình hiện tại của thầy ấy cũng tốt mà. Nhưng mà còn một chuyện nữa, tôi không ngại để mọi người phỏng vấn, nhưng mà tôi không muốn ba tôi lên hình đâu. Được rồi, yên tâm đi, chúng tôi sẽ không quay hình đâu. Được rồi. Cẩn thận đó. Connie, thật ra thầy hiệu trưởng đã là tín đồ Hồi giáo nhiều năm rồi. Thầy có từng nhắc tới những kinh nghiệm tôn giáo sâu sắc với cô không? Ví dụ như là trừ tà hay là gì đó? Không có. Vậy thực ra ngoài chúng tôi tới thăm thầy ấy ra thì còn những bạn học nào khác tới thăm nữa không? Từ khi ông ấy nằm viện, mọi người là nhóm học sinh thứ hai tới thăm ông ấy. Vậy hả? Vậy nhóm người trước đó là người nào vậy? Không biết chúng tôi có quen không ha? Là 7 người đàn ông. 7 người đàn ông. Hai, chúng tôi là học trò cũ của hiệu trưởng. Cô là... Tôi là con gái của ông ấy. Hiệu trưởng là người Iran mà. Cô là con gái thầy ấy. Tôi là con nuôi của ông ấy. Con nuôi. Naris, tôn trọng chút đi. Cô có chắc anh ta tên là Jus không? Chuyện đã lâu rồi mà. Vậy họ còn liên lạc với cô nữa không? Không có. Cô có thể miêu tả sơ qua vẻ bề ngoài hay là thân hình của họ không? Cảm ơn cô đồng ý với chúng tôi phỏng vấn. Có lẽ một thời gian nữa còn có chuyện phải nhờ tới cô đó. Được rồi, không sao đâu. Tạm biệt. Tạm biệt. Bye. Bye. Anh có thể kêu cô qua chương trình khác có được không? Mấy cái tình như giải trí đó, đi phỏng vấn Trần Quang Hy hay gì đó. Đặc sản Hồng Kông rồi, không phải... Tôi không biết phải hình dung họ ra sao nữa. Giống như một đống cao dán dính chặt tôi, khiến tôi không thoải mái chút nào. Có nhiều cuộc gọi tới không? Toàn bộ đều nói về quái vật đầu to. Alo, hết là kinh dị. Có phải kể chuyện ma không? Nhưng lại là quái vật đầu to à? Chờ một chút. Anh Ben. Hả? Tối nay có thể cho cameraman của tôi vô quay không? Tại sao? Ngày nào mấy người cũng quay ở đây mà. Yên tâm đi, cameraman của tôi chuyên nghiệp lắm. Chúng tôi cũng rất chuyên nghiệp đó. Tôi chắc chắn sẽ không cho cô vào phòng phát thanh, ok? Được thôi. Hoan nghênh mọi người lắng nghe chương trình Hotline Kinh Dị. Hotline Kinh Dị 12 giờ đêm. Nếu như hôm nay mọi người đã xem sơ qua trang web của chúng tôi, cũng sẽ biết là rất nhiều bạn phản hồi lại chuyện quái vật đầu to của chúng tôi. Thật ra chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý chuyện này sau khi chúng tôi chỉnh sửa lại. Không có máy lạnh. Gọi điện kiếm kỹ sư sửa lại máy lạnh cho họ đi.
Hoan nghênh mọi người lắng nghe hotline kinh dị của chúng tôi đêm nay. Thật ra hôm nay vẫn chờ đón cuộc gọi của các bạn. Số điện thoại 1834997. Mọi người có thể thông qua hotline 24/24 của chúng tôi 212-39-229 gọi đến phản hồi về chuyện quái vật đầu to. Cũng có thể lên trang web của chúng tôi metroradio.com.hk tiếp tục theo dõi chuyện về quái vật đầu to. Tôi đã kiểm tra hết rồi, xung quanh không có vấn đề gì, chỉ còn phòng phát thanh chưa kiểm tra thôi. Nếu kiểm tra thì phải đợi họ phát thanh xong trước đã. Vậy đương nhiên rồi. Cảm ơn mấy anh nha. Tôi có người bạn sống ở Tây Hoàng. Anh nói với người ở Tây Hoàng đều từng nghe nói về chuyện quái vật đầu to. Khi đi lạc trong bệnh viện, đang đi thì tới một con hẻm. Ai ngờ anh chưa đi ra khỏi bệnh viện thì nghe tiếng khóc rất lớn của em bé. Đầu của em bé to lắm, giống như bị uống nước vậy. Tôi muốn kêu cái người tên Quyết đó lại, miêu tả hình dạng của quái vật đầu to đó. Ngày xưa ba tôi làm công việc lưu trữ tài liệu cho chính phủ, nhưng mà bộ phận nào thì không tiện nói. Ba tôi từng kể, ngày xưa tiếp xúc qua một hồ sơ tên là Big Head. Bên trong có chuyện gì vậy? Tôi không biết nữa. Tôi không thấy gì hết. Alo, đó là kinh dị. Dạ, có chuyện ma hả? Dạ. Ben, là Quyết tối hôm qua. Alo, Chris. Chuyện gì vậy? Sao ngưng hết rồi? Rose! Theo ảnh. Rose! Rose! Tôi muốn một cảnh cận mặt của cổ, nhanh. Được rồi, một cảnh cận mặt đi, nhanh lên. Cô nãy nữa kìa. Hai người có chuyện gì vậy? Sao lại dừng chương trình vậy? Có chuyện gì? Nhanh quá đi, đừng lo. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Cắt đi. Được rồi. Anh quay được chưa? Quay được rồi. Làm tốt lắm. Hai người làm gì vậy? Hả? Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Ra ngoài đi. Tôi cảm thấy lúc nãy xung quanh chúng tôi xuất hiện thêm một người. Tất nhiên anh nhớ em rồi bà xã. Anh cũng yêu em. Anh sắp được về rồi mà. Được rồi, anh hứa với em anh sẽ dậy sớm. Anh hứa mà, được không? Đừng lo lắng. Anh cũng yêu em. Anh phải cúp máy rồi. Anh hứa ngày mai anh sẽ gọi lại cho em. Ok. Bye. Rút.
Alo. Cô nói giỡn hả? Về được rồi, tôi tới khách sạn liền. Ok, bye. Được rồi, lẹ lắm. Lisa, tôi đã cố gắng tìm ảnh rồi. Sao vậy, có chuyện gì? Anh ấy có đem điện thoại theo mà. Được rồi, bình tĩnh. Lisa, Lisa. Có chuyện gì? Mai bị mất tích rồi. Sao nữa? Thôi được rồi, cô ấy đang nói chuyện với vợ của ảnh. Không Lisa. Sao đâu mà, yên tâm đi. Một lát nữa tôi gọi lại cho cô. Chúng tôi sẽ đi tìm anh ấy mà, yên tâm đi. Tối qua anh ấy có nói gì với cô không? Được rồi, không sao đâu mà, bảo trọng. Sao rồi? Có khi nào anh tới câu lạc bộ hay là mấy nơi như Lan Quế Phường không? Cho anh xem cái này. Tối qua chương trình bị gián đoạn, đúng là có thêm một người. Thấy gì Ruth. Không hả? Ruth. Sáng nay vô phòng thì phát hiện Mai mất tích rồi. Đoạn phim dừng ở chỗ này. Giống như cố tình cho tôi thấy. Tôi không quen anh ta. Ai quen anh ta? Người này là Chris. Sốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Người này là ai vậy hả? Tôi thực sự rất muốn biết suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu hai người biết thì làm ơn nói tôi nghe đi. Thật ra chúng tôi đều không phải học trò của ba cô. Thật ra tôi là một phóng viên. Ảnh là giám đốc của một chương trình phát thanh. Trong chương trình có người gọi điện thoại tới, nói là 30 năm trước từng thấy một con quái vật đầu to. Giờ chúng tôi vẫn đang điều tra. Người gọi tới nói tên mình là Chris. Anh ta từng nhắc tới thầy hiệu trưởng là tín đồ Hồi giáo. Chính là ba cô. Nên chúng tôi mới tiếp cận cô đó. Thật ra những chuyện chúng tôi biết cũng chỉ có nhiêu đây thôi. Sáng nay tôi có gặp người này. Cô gặp anh ta ở đâu? Ở đâu vậy? Lúc nãy ở bệnh viện. Chính mắt tôi nhìn thấy anh ta đi vô phòng của ba tôi. Dùng sức nắm chặt tay tôi.
tôi muốn tôi chứng kiến ông ấy chết đi vậy? Cô đừng đau lòng quá. Nếu như bảy người mà cô nói thật sự là học trò cũ của ba cô có thể dẫn tôi đến trường để tìm hồ sơ của họ được không? Bạn nhỏ tới giờ uống thuốc rồi. Chỉ có cô coi cậu ta như con mình thôi. Dịch cậu ta đi, mười mấy tuổi rồi, đi ị cũng không biết, uống thuốc thì cần người đút. Lại liếc nữa, chỉ biết liếc người ta thôi. Đâu có, cậu ta cũng ngoan mà. Được rồi, mau uống thuốc đi. Đúng rồi, chị rút cho em nha. Em muốn viết gì chị dạy em nha. Đưa tay ra trước đi, cầm bút nè, cầm lấy đi. Đúng rồi, cầm bút đi. Đúng rồi, nhìn đi, có màu nè. Em tự vẽ từ từ đi, thử đi. Trời ơi, giỏi ghê ta. Vẽ gì vậy? Vẽ xong rồi hả? Để chị coi. Cái gì vậy? Đồ to quá vậy. Là em hả? Hay gọi em là bé đồ bự nha. Mấy cái người quay phim đó còn nhiều hồ sơ vậy sao? Khi nào chiếu vậy? Kỷ niệm đài. Kỷ niệm trường. Tháng sau được kỷ niệm trường sẽ cho chiếu. Chiếu ở bên hội trường đó. Tới lúc đó mọi người cùng tới xem luôn nha. Em ngoan nhất rồi, giúp đỡ các đàn anh đàn chị nhiều như vậy. Em cũng là một phần của trường mà. Tới giờ ăn cơm rồi. Nè, nếu như lúc mọi người xong rồi mà chúng tôi chưa có về á, thì em kêu lao công khóa cửa là được rồi. Dạ được. Thôi đi ăn cơm thôi. Bye bye. Bye bye. Giữa năm 1963, tất cả cuộc thi trong và ngoài trường đều có 7 người này tham gia. Tôi nghĩ chắc chắn là họ rồi. Tôi cảm thấy là muốn kiếm bọn họ cũng không có khó chút nào. Thành tích của họ xuất sắc tới như vậy, ngày nay 7 người này chắc chắn sẽ không phải là người bình thường rồi. Bên à, không có. Tôi tra hết các bác sĩ, luật sư, cấp cao công ty niêm yết, nhưng mà tôi vẫn không kiếm ra được những cái tên mà anh đưa cho. Hay là cho tôi vô phòng hồ sơ đi kiếm hồ sơ đi. Nè, anh có ổn không vậy? Tôi thật sự muốn hỏi anh, cái phòng này là phòng khói, là phòng hồ sơ. Vừa có năm 61, có năm 62, có năm 63, có mấy cái năm 64 nữa. Sau đó tới năm 71 nữa, toàn bộ đều có màu hết.
Không có lộn xộn đâu, bây giờ tôi phải sắp xếp lại từ đầu. Được rồi, cảm ơn anh. Bớt nói lại coi như giúp tôi rồi hả? Ơi nè, anh lại muốn hại tôi nữa hả? Ôi trời ơi, thôi được rồi. Ben, Ben. Thai phụ hạ sinh em bé quái vật đầu to ở bệnh viện Tây Hoàng. Ben, Ben à, bảy người mà anh muốn tìm nè, ở đây có 6 người. Tôi suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được. Làm sao giải thích được chuyện xảy ra hôm nay? Đã là chuyện quỷ thần tất nhiên không giải thích được rồi. Tôi không tin trên đời này có ma đâu. Kiểu người cứng nhắc như cô khó có bạn bè lắm. Vậy anh may mắn rồi, chúng ta đâu phải là bạn bè. Tôi đương nhiên là may mắn rồi, không cần phải làm bạn với cô hả? Cô có uống cà phê không? Tôi không uống, cảm ơn. Alo, Mai, anh đang ở đâu vậy? Tôi tìm kiếm anh cả ngày nay rồi đó, anh đang ở đâu vậy? Ok, được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Nói tôi biết anh ở đâu đi, tôi sẽ tới đón anh ngay. Được rồi, anh đang ở đâu vậy? Không sao, bình tĩnh nói đi. Được rồi, có bút không vậy? Cảm ơn nha. Được rồi, anh nói đi, địa chỉ là ở đâu vậy? Tây Hoàng Vĩnh. Cái gì? Mai, Mai. Nè nè nè, cô đi đâu? Cô đi đâu hả? Làm gì vậy? Tôi phải tới Tây Hoàng để kiếm thợ thu âm của tôi. Anh tới chỗ mà 6 người kia tự sát đó. Mai. Nè, Mai, 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 Mai. À. Yeah.
Chết tiệt, tôi để quên camera rồi. Mai! 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 Không phải lúc nãy anh gọi cô sao? Thử gọi lại đi. Mai, anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở khu vực nào? Ở chỗ nào? Ờ, được rồi. Cánh cửa có màu gì? Ý anh là sao hả? Mai, anh có ở đó không? Mai! Mai! Anh có ở đó không? Anh đâu rồi? Mai! Cái gì?
Cô chắc chắn người nói chuyện điện thoại với cô ở hiện trường là người chết đó sao? Chắc chắn. Vậy cô còn muốn bổ sung gì nữa không? Không có. Cô Hà, căn cứ vào báo cáo khám nghiệm của pháp y, lúc mấy người phát hiện ra thi thể, anh ta đã chết 12 tiếng đồng hồ rồi. Sếp Mạch, luật sư của cổ tới rồi. Anh tới đúng lúc lắm, cho lời khai xong rồi, có thể làm luôn các thủ tục khác. Anh có biết trước khi luật sư có mặt ở đây, anh không có quyền ép đương sự của tôi cho bất kỳ lời khai nào. Là cổ tự khai mà. Đây, mau làm cho xong thủ tục đi. Anh không tin chứ gì? Cảnh sát cũng sẽ không tin đâu. Sẽ đến tòa án, quan tòa cũng sẽ không tin. Và anh giúp được gì chứ? Tôi thân là luật sư đại diện của cô, tôi không ngại dẫn dắt cô cho lại những lời khai nằm trong phạm vi pháp luật cho phép. Đi đi. Còn nữa, tổng công ty ở Mỹ của cô cũng không muốn cô tiếp tục điều tra. Đúng vậy, tôi là Mavis đây. Tôi có thể tìm anh ta ở đâu hả? Được rồi. Nói anh ta nghe là Mavis gọi tới từ Hồng Kông. Và tôi sẽ không nghe mấy lời nhảm nhí đó của công ty đâu, nghe không? Cũng sẽ không nghe mấy lời nhảm nhí từ luật sư nữa. Tôi sẽ tiếp tục đưa tin về chuyện này. Tôi không bỏ qua đâu. Và tôi sẽ tìm ra được sự thật. Chết tiệt. Mavis. Gì chứ? Là Lisa. Chào Lisa. Chúng tôi tìm được ảnh rồi. Tôi xin lỗi Lisa. Nào Lisa, xin cô đừng khóc, chúng tôi cũng rất đau buồn. Không sao chứ? Cô không thể có chuyện được. Lúc nãy cô nói điện thoại mạnh mẽ lắm mà. Cô tự nói mà. Cô sẽ tìm ra sự thật, có phải không? Cô suy sụp, với ai tìm đi? Phải không? Tôi không chịu nổi nữa. Tôi không thể nào chịu nổi. Anh không ấy chịu đã chết rồi. Bây giờ cô không chịu nổi cũng phải chịu. Anh đã chết rồi. Cô không tìm ra sự thật không phải là anh chết oan uổng sao? Hả? Hả? Bạn tôi chết rồi. Tôi không biết phải điều tra như thế nào. Tôi không biết điều tra. Tôi không biết phải điều tra ra sao nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Anh có chuyện muốn nói với em. Qua đây ngồi đi. Chúng ta kết hôn đi. Anh nói cái gì? Chúng ta kết hôn đi. Em không muốn sao?
đi, đi ngủ nha. Hả? Đi. Thai phụ hạ sinh em bé quái vật đầu to ở bệnh viện Tây Hoàng. Thứ ba, ngày 12 tháng 2 năm 1963, năm Tân Tỵ âm lịch. Đang quay. Ok. Karenda, cô đã phục vụ ở bệnh viện này 40 năm rồi. Chắc chắn là cô rất quen thuộc với bệnh viện này. Và tình cảm của cô cũng rất sâu đậm ha. Tôi đã coi nơi này như ngôi nhà thứ hai của tôi luôn rồi. Hay là vậy đi, cô hãy chọn ra vài sự kiện lớn ở trong bệnh viện để chia sẻ cùng chúng tôi có được không? Được chứ. Mới 2 năm trước thôi, sản phụ khoa chúng tôi muốn được mở rộng xây dựng. Đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng chuyện này thì phải kể dài dòng lắm. Vào năm 87, trong sản phụ khoa chúng tôi bị cúp điện 2 tiếng đồng hồ. Rồi lúc đó hỗn loạn hết lên luôn. Còn nữa, vào năm 1974, bệnh viện chúng tôi đã từng có sinh 4. Nhưng mà rất đáng tiếc, cả 4 bé đều chết non. Tôi muốn biết là vào năm 1961, có phải là từng có một em bé quái vật đầu to ra đời nơi này không? Cô biết được chuyện này từ đâu vậy? Tôi tìm thấy ở trong kho tư liệu của một tòa soạn. Cô không sao chứ, Karen? Mỗi lần tôi nghĩ đến chuyện này cũng sẽ như vậy. Cô hãy kể tôi nghe được không? Lúc đó tôi mới vô nghề không bao lâu. Khoảng 2 năm thôi. Lúc đó tôi vẫn là một y tá thực tập. Tôi nhớ hôm đó tôi vẫn làm việc giống như mọi ngày. Tôi đang đi thì bỗng nghe thấy một người phụ nữ la hét. Tôi lập tức chạy lên lầu 2 để coi thử đã xảy ra chuyện gì. Lúc tôi chạy tới phòng sanh, tôi nhìn thấy một y tá cả người dính đầy máu xông ra ngoài. Cổ không ngừng la hét giống như là phát điên vậy. Tôi tính qua đó giúp cổ, nhưng tự nhiên một bác sĩ cũng chạy ra. Anh ta hét lên với tôi không cho tôi vô trỏng, còn đuổi tôi đi nữa. Đi đi đi. Sau đó tôi hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ biết là nơi này không còn là một bệnh viện nữa, giống như biến thành một chiến trường vậy. Khắp nơi đều có cảnh sát canh giữ, toàn bộ lầu 2 bị phong tỏa. Tôi đã lén nhìn vô trong,
nhìn thấy bên trong có rất nhiều người mặc đồ vét, đeo bao tay trắng. Không biết đến từ bộ phận nào của chính phủ đang đi tới đi lui. Tôi còn nghe thấy tiếng... Nếu thư ở bên trong lồng sắt chính là em bé quá vật độ to trong bản tin, tôi có thể tưởng tượng nó sẽ rất kinh khủng. Vậy bác sĩ dạy tá đỡ đẻ ngày hôm đó đâu rồi? Bọn họ không bao giờ xuất hiện nữa. Không ai nhắc tới sao? Các y tá chúng tôi không ai dám nhắc tới, cũng không ai dám hỏi. Nhưng mà qua mấy ngày sau, tôi nhìn thấy có một bài báo đã đưa tin. Có một bản tin rất giống với những gì chúng tôi đã thấy. Nhưng mà còn tại sao lại lan truyền tới tòa soạn thì tôi không biết. Cô hãy nói tôi biết phòng sanh mà quái vật đầu to ra đời nằm ở đâu được không? Chết tiệt.
Em bé đầu to lắm, đặng nãy giờ vẫn chưa sinh được. Phải mổ thôi, đưa vào đây. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau cứu em bé trước đã. Sắp rồi, thấy được đầu em bé rồi. Được rồi, ra rồi. Cô có sao không? Đầu bự, chúng ta đi thôi. Ben, bảo trọng. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sao? Cô anh à, Quang Nghiệt, vô đi. Cô anh à, bạn của tôi chết rồi. Tôi đã nói rồi mà, cô không nghe thôi. Tôi muốn tìm 6 người đó. Tại sao cô khăng khăng muốn biết? Đã có người chết rồi mà. Tôi nhất định phải biết. Được, cô muốn biết chứ gì. Vậy cô dẫn tôi tới nơi mà 6 người đó chết. Tôi sẽ mời họ lên giùm cô. Nhưng mà là phúc hay họa thì phải coi số mệnh của cô. Bạn có một tin nhắn thoại. Là em đây. Em đã suy nghĩ rất lâu mới đủ can đảm gọi cho anh. Vấn đề giữa em và anh, cả hai đều từng nỗ lực, nhưng mà đã nỗ lực rồi mà vẫn thất bại. Em đi đây. Em mong rằng chúng ta có thể nhanh chóng quên đi đối phương. Có một chuyện anh có quyền được biết. Vào một tháng trước, em đã phá bỏ con của chúng ta. Bỏ đi, cả đứa nhỏ lẫn cô gái đó cậu không giữ được đâu.
Thật tội nghiệp. Lát nữa khi tôi đang làm pháp sự, hai người nhất định phải nhắm chặt hai mắt, đừng có nhìn cái gì hết. Tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Tôi chỉ có thể cố hết sức. Quỳ xuống. Nhắm mắt lại hết đi. Nhắm mắt lại đi. Đừng qua đó. Đừng có qua đó. Đừng có qua đó. Cô anh, cô anh, lại là cô à? Cho dù hôm nay cô không tới báo án, chúng tôi cũng sẽ tới kiếm cô. Vụ án hôm qua chúng tôi tìm được một dấu vân tay mắt kính nạn nhân. Chúng tôi điều tra theo dấu vân tay đó, chúng tôi đã kiếm được một người. Có phải anh ta là họ Quan không? Phải. Chính là cái người tên Chris Quan trong lời khai của cô. Nhưng thứ chúng tôi kiếm được chỉ là một cái xác khô. Đã có báo cáo khám nghiệm rồi. Anh ta đã chết 3 năm rồi.
Nhưng tại sao dấu vân tay của anh ta lại xuất hiện trên mắt kính? Chúng tôi cũng không giải thích được. Cảnh sát Hồng Kông chúng tôi đã quyết định đóng lại vụ án này. Tôi cũng mong là cô đừng tiếp tục điều tra chuyện này nữa. Hộ chiếu, vé máy bay. Tối nay lập tức rời đi. Alo, là tôi. Ở đâu? Cảm ơn. Dev, có một cuộc phỏng vấn. Anh muốn đi cùng với tôi không? Có thuốc lá không? Tôi không hút thuốc. Dev, anh có thể cho cậu ta điếu thuốc không? Sam, có đúng không? Cậu có thể kể lại trải nghiệm gặp quái vật đầu to của cậu không? Vào 2 tuần trước, tôi và đám bạn đến núi để bắn súng sơn. Tôi không nhớ rõ chi tiết, nhưng không biết tại sao tôi lại bị dắt đến một khuôn nhà đá. Sau đó tôi nhìn thấy một căn nhà có một cái lồng sắt, nên tôi mới đi vô trỏng. Nhưng chưa kịp đi vô thì tôi cảm thấy có người ở đằng sau tôi. Tôi quay đầu lại nhìn, thì thấy một người phụ nữ không có gương mặt, còn mặc một bộ đồ đỏ. Lúc đó tôi thật sự rất sợ. Nhưng mà còn chưa sợ xong thì lại nghe thấy trong lồng sắt sau lưng mình có tiếng em bé đang khóc. Tôi quay lại nhìn thì phát hiện một người. Không, không phải. Thứ tôi nhìn thấy là một con. Đầu của nó bự như cái sọt rác vậy. Với lại thân hình của nó nhìn sao cũng chỉ là thân hình một đứa trẻ 2-3 tuổi. Da đầu của nó nhăn nheo hết. Tôi nghĩ là nó có cỡ 6-8 con mắt luôn. Màu da của nó thì xám xịt. Lúc đó tôi sợ. Sợ lắm. Nó xám đến nỗi giống như màu bút chì trên giấy vậy. Sau đó tôi không còn biết gì nữa. Cô hỏi tôi cũng không biết. Hai người có phải sẽ dẫn tôi ra ngoài không? Cho hỏi cậu tỉnh là từ lúc nào vậy? Hôm nay thôi. Khốn kiếp thiệt, mới tỉnh lại là ở đây rồi. Mấy người đó như bị điên vậy. Người nào cũng gọi tôi là em bé đầu bự. Tôi đâu có biết họ nói gì. Tôi nói tôi không phải thì họ cũng không tin. Còn không cho tôi đi nữa. Mấy người có dẫn tôi ra ngoài không vậy? Vậy trong 2 tuần này, cậu có gặp qua bất kỳ ai hoặc bất kỳ sự vật nào để lại ấn tượng sâu đậm cho cậu không? Không có ấn tượng nào hết . Nếu như tôi nhờ cậu dẫn tôi đến căn nhà đá mà cậu gặp được quái vật đầu to đó, thì cậu có chịu không? Điên hả? À Sam à, cậu có thể nói lại một lần nữa được không? Suốt cuộc cậu gặp phải quái vật đầu to ở chỗ nào vậy? Thì trên núi David đó.
lồng sắt nữa. Chạy đi. Tô cơm kìa. Chạy đi. Nè, chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Chạy, chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Cẩn thận. Yeah.